Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hôm nay sẽ là một cái video rất là đặc biệt. Các bạn đã biết là lúc trước mình đã mua một chiếc iPhone 10 để sử dụng được vài tháng rồi. Mình có ở đây là một chiếc Macbook Pro 13 inch 2017 mà mình mới tậu. Mình cũng có đây một chiếc iPad, cái này thì iPad Air 2 thôi, dùng cũng lâu rồi. Và ngày hôm nay chính thức là mình mới hiến máu thêm cho Apple. Nhìn dài dài này thì các bạn đã biết nó là gì rồi đúng không? Đây là Apple Watch Series 3, cái phiên bản 38mm màu Space Gray. Cái bản này mà mình mua thì nó là Apple Watch Series 3 màu Space Gray 38mm. Và nó có GPS, thế nên mức giá nó sẽ là 9.490.000. Những cái mức giá này các bạn có thể tham khảo tại CellphoneS thông qua link phía bên dưới phần mô tả video nhá. Mình mua tại CellphoneS thì mình cũng recommend luôn dành đến cho các bạn. Thế nên là hiến máu cũng hơi bị nhiều rồi. Vậy thì tại sao mà mình lại mua Apple Watch? Trong khi đó bây giờ có rất nhiều những chiếc đồng hồ thông minh mà mình thì cũng đang sử dụng khá nhiều những chiếc đồng hồ cơ bình thường. Điều thứ nhất đấy là bởi vì Apple Watch nó đẹp. Phải nói một câu là nó đẹp. Tay mình thì rất là nhỏ và nó khá kén đồng hồ để mà đeo. Thế nên mình sẽ phải lựa chọn những cái mẫu đồng hồ smartwatch có cái kích thước màn hình nhỏ. Thậm chí đây cái phiên bản mình mua cũng là 38mm, là một cái phiên bản rất nhỏ của tôi. Đó. Ta-da. Chúng ta sẽ còn một cái phiên bản 42mm nữa và nó sẽ có mức giá cao hơn, cũng như là cái thời lượng pin nó cũng sẽ tốt hơn một chút xíu. Nhưng đây 38mm thì nó phù hợp nhất đối với cái tay của mình, vậy nên là mình lựa chọn nó. Thực ra cũng còn một vài những cái sự lựa chọn khác đến từ Samsung, và mình đặc biệt thích con Gear S3 Frontier tại vì nó được tích hợp cả cái Samsung Pay. Thế nhưng mà mình không thể nào đeo nổi bởi vì nó quá to và nó thực sự rất lớn khi mà mình đeo trên tay, và mình chấp nhận thôi, mình đành phải lựa chọn một cái mẫu sản phẩm khác. Và khi mà mình tìm đến cái Apple Watch này thì mình nhận thấy một điều, đấy là những thiết bị của Apple có thể kết nối đến với nhau cực kỳ tốt, và nó tạo ra một thứ gì đấy rất là đồng bộ. Và chắc chắn là mình cũng sẽ lắp cái SIM chính của mình sang chiếc iPhone 10 để sử dụng chung với cả chiếc Apple Watch này, tránh cho mình bị miss những cái email quan trọng, những cuộc gọi quan trọng hay những cái tin nhắn quan trọng. Ngoài ra với chiếc Apple Watch Series 3 này thì tốc độ nó cũng đã được cải tiến hơn rất nhiều so với những thế hệ cũ. Bộ nhớ cũng được nâng cao lên, rồi là những cái tính năng cao cấp hơn, GPS này, đo sức khỏe các thứ nó cũng được cải tiến hơn rất là nhiều. Và... đó. Vậy là mình đã đeo xong. Đó, rất là đẹp, các bạn có thể thấy nó rất là gọn trên tay. Ôi, rất đáng tiếc là low battery, thế nên là mình sẽ chưa thể nào mình active và chia sẻ đến cho các bạn nhiều hơn về bên trong của cái đồng hồ này. Tuy nhiên thì mình sẽ có một cái video khác để đánh giá kỹ hơn về nó, cũng như chia sẻ kỹ hơn về nó sau. Nhưng phải nói một điều, đấy là khi các bạn có thể thấy nó đeo trên tay của mình này, rất là đẹp và gọn. Đấy chính là cái thứ mà mình thực sự rất thích trên chiếc Apple Watch này. Vậy thì các bạn thấy sao về nó? Các bạn có đang dùng smartwatch hay không? Hay là các bạn có thích những chiếc Apple Watch hay không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là mức giá đang cực kỳ tốt tại CellphoneS, thế nên nhanh tay lên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!